Hiện tượng song trùng khiến thuật toán tối tân về ADN phải chịu bó tay. Hiện tượng song trùng hay doppelganger là những người xa lạ không có huyết thống nhưng ngoại hình giống nhau đến mức ngạc nhiên. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Bệnh Bạch Cầu Josep Carreras ở Barcelona, Tây Ban Nha đã có một nghiên cứu mới về các cặp người song trùng bằng cách nghiên cứu trình tự chuỗi ADN. Sau 32 cặp trông giống nhau tham gia, có 16 cặp trong số đó có phần trăm giống nhau cao nhất về cả khuôn mặt, tới nỗi cả 3 thuật toán đều xác định họ là sinh đôi, trong khi thực tế họ là những người hoàn toàn xa lạ. Các nhà nghiên cứu cũng đã thực hiện phân tích trình tự ADN và nhận thấy 9 cặp trong số đó có trình tự ADN rất giống nhau nhưng khác nhau về kiểu methyl hóa ADN biểu sinh và cấu hình hệ vi sinh vịnh miệng. Họ không chỉ có chung ADN mà còn rất giống nhau về hành vi, sở thích, lối sống. Điều này cho thấy biến thể di truyền chung không chỉ liên quan đến ngoại hình mà còn ảnh hưởng đến thói quen và hành vi chung. Những phát hiện của nghiên cứu này có thể mở ra những hướng nghiên cứu mới, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về di truyền của khuôn mặt người và có những ứng dụng tiềm năng trong y sinh học và pháp y. Hãy like và subscribe kênh Nhân Lực Nhân Tại Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.